Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình đang có mặt ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và như các bạn đang nhìn thấy thì trước mặt chúng mình có một cái ngôi nhà thờ rất là lớn và đẹp. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nhà thờ này. Nhà thờ này là nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, tọa lạc tại số 394 Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vì mình đi từ đằng Biên Hòa lên nên lại đi đến đằng sau trước. Và bây giờ thì mình đang vòng ra đằng trước để vào nhà thờ. Đây, bây giờ là đã đang ở mặt trước rồi. Nhưng mà nhà thờ lại đóng cửa. Chắc là phải vòng lại phía sau thôi. Tiện thể vòng lại phía sau thì cũng quay luôn cho các bạn xem một địa danh rất là nổi tiếng ở Bình Dương này, đó là vòng xoay ngã 6, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là biểu tượng của thành phố Bình Dương. Bây giờ thì mình đã tới cổng sau của nhà thờ rồi. Nói tới nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường thì đây là một nhà thờ được coi là đẹp nhất tại Bình Dương, hay được mệnh danh là nhà thờ tiểu Paris giữa lòng Thủ Dầu Một. Nếu có dịp ghé thăm Bình Dương thì bạn hãy một lần tới nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường để cùng chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo cũng như là thỏa sức để sống ảo ở nơi đây như là một Paris thu nhỏ ấy. Không chỉ có thế, trong những lần bình chọn của những tạp chí lớn thì nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường còn lọt vào top 10 nhà thờ đẹp nhất Việt Nam. Trong top 10 nhà thờ đó thì bao gồm nhà thờ Tân Định Sài Gòn, nhà thờ Gỗ Kon Tum, nhà thờ Con Gà Đà Nẵng, Đền Thánh Kiên Lao Nam Định, nhà thờ Nghĩa Hưng Nam Định, nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường Bình Dương, nhà thờ Cha Diệp ở Bạc Liêu, nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, nhà thờ Họ Đạo Mặc Bắc Vĩnh Long và nhà thờ Domaine de Marie Đà Lạt. Những cái số thứ tự nhà thờ mình đọc từ 1 đến 10 thì nó không đánh giá là nhà thờ nào đẹp nhất, nhà thờ nào xếp sau, mà nó chỉ ra là 10 nhà thờ đẹp nhất trong cuộc bình chọn thôi. Và thật ra thì cuộc bình chọn cũng chỉ mang tính chất tham khảo cho mọi người để có ý tưởng khi đi du lịch qua mọi vùng miền trên Tổ quốc Việt Nam. Còn theo mình thì nhà thờ đẹp nhất vẫn là nhà thờ mà gắn bó với mọi người trong cuộc sống thường ngày. Những nhà thờ gắn bó từ tuổi thơ đến khi trưởng thành, nơi mà các bạn tin tưởng, phó thác và nhận sự che chở yêu thương của Chúa và các đấng bề trên. Quay lại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường thì nhà thờ Chánh Tòa nằm sát bên vòng xoay ngã 6 Thủ Dầu Một với 3 mặt tiền là 3 con đường như các bạn đã từng xem. Phía trước nhà thờ là đường Cách Mạng Tháng 8, bên hông là đường Y Ếch Xanh và cổng sau là đường Phạm Ngũ Lão. Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường là một trong những nhà thờ có diện tích lớn nhất tại Bình Dương rất là ấn tượng với lối kiến trúc Gothic rất là độc đáo. Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Phú Cường được xây dựng từ năm 1864. Ban đầu là một ngôi nhà thờ làm bằng gạch và tu sửa rất là nhiều lần. Lần tu sửa cuối cùng là lần tu sửa thứ tư vào năm 1999 và hoàn thành vào năm 2014 với diện mạo như hiện nay các bạn đang nhìn thấy. Phải nói đây là một công trình kiến trúc độc đáo với sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Sự độc đáo đó thể hiện qua các mái vòm đặc trưng theo nhà thờ Hồi giáo. Bên cạnh đó còn có những mái chóp nhọn và những ô cửa sổ hình vòm như các bạn đang thấy. Và ngày hôm nay thì nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường Bình Dương trở thành địa điểm văn hóa nổi tiếng và thu hút rất là nhiều khách tham quan du lịch. Ngoài ra thì những bạn trẻ sống ảo cũng cực kỳ thích cái địa điểm rất là đẹp này. Các bạn đã nhìn thấy đấy, thì với vị trí đắc địa và lối kiến trúc độc đáo cùng thánh đường rộng lớn, đây là những điểm rất là nổi bật khi tham quan nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Đầu tiên là phải kể tới vị trí vô cùng đắc địa của nhà thờ Phú Cường. Như lúc nãy mình nói đấy, là gồm 3 mặt tiền, 3 đường lớn ở giữa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, và nhà thờ còn nằm trên một gò đất thuộc rất là cao. Ngoài ra thì còn nổi bật với những khuôn viên rộng lớn và cây xanh rất là bát ngát. Bên trong nhà thờ thì cũng rất là nhiều khu tiểu cảnh nữa. Khi các bạn ghé thăm nhà thờ thì các bạn sẽ cảm nhận được không khí rất là yên bình và không gian rất là rộng lớn. Với vẻ đẹp được mệnh danh là nhà thờ đẹp nhất Bình Dương và top 10 nhà thờ đẹp nhất Việt Nam, thì điều ấn tượng nhất về nhà thờ Phú Cường đó là tông màu xám trắng thanh lịch và mái vòm theo lối kiến trúc nhà thờ Hồi giáo như mình vừa nói lúc nãy. Ngoài ra thì các bạn đang nhìn thấy đây là trong khuôn viên của nhà thờ thì tượng Đức Mẹ ở vị trí trung tâm của khuôn viên. Nhìn vào phía bên hông của nhà thờ, một cảnh tượng rất là đẹp. Với thánh đường rất là rộng như này thì đảm bảo là khi bước chân vào bên trong thánh đường thì sẽ cảm nhận được không gian vô cùng rộng lớn. Để đảm bảo cho mọi người đều có thể có chỗ ngồi thì mình đoán chắc rằng bên trong sẽ có rất là nhiều những hàng ghế. Ngoài ra thì do nhà thờ đã trải qua rất là nhiều năm rồi thì các cha cũng biết được nhu cầu của các giáo dân, nên khi xây dựng nhà thờ này thì các cha đã cho xây dựng luôn cả tầng hầm để làm nơi gửi xe. Ngoài quảng trường rất là rộng phía sau thì còn có cả khu tầng hầm nữa, chứng tỏ là rất là đông giáo dân tới đây lễ. Và như lúc nãy khi bước vào quay thì các bạn có thể nhìn thấy ngoài thánh đường rất là rộng lớn thì nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường còn có các cái phòng tham quan khác như phòng nghỉ, thư viện, khu vực học tập cộng đồng và văn phòng. Ngoài ra còn rất là nhiều các công trình kiến trúc bổ trợ khác. Và không chỉ với ấn tượng với lối kiến trúc độc đáo mà khi các bạn tới nhà thờ này thì các bạn sẽ thỏa sức được check-in với những không gian vô cùng đẹp như là bên châu Âu. Đặc biệt là vào những ngày trời nắng đẹp thì nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường còn trở lên rất là đẹp và lung linh hơn bao giờ hết. Ví dụ như là ngày hôm nay mình đang quay cho các bạn. Và cái khoảnh khắc mà đẹp nhất để sống ảo tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, Bình Dương đó là sáng sớm khi bình minh lên hoặc lúc hoàng hôn buông xuống. Vì vậy nếu các bạn có dịp ghé qua nhà thờ thì cũng nên chọn cho mình những cái khoảnh khắc thời tiết thuận lợi đấy để sở hữu cho mình những bức hình đẹp lung linh như là đang lạc vào giữa trời Âu vậy. Và vào những cái dịp lễ lớn thì nhà thờ Phú Cường còn là địa điểm thu hút rất là đông đảo du khách vào những cái dịp lễ như là lễ Noel, các dịp lễ lớn trong năm. Và những lúc như thế này thì toàn cảnh nhà thờ sẽ mang vẻ đẹp lung linh, rực rỡ ánh đèn. Bên cạnh đó là có những hoạt động văn nghệ được tổ chức rất là sôi động, đặc biệt là vào ngày Chúa Sinh ra đời. Có một nhà thờ Phú Cường vô cùng đẹp và khang trang đồ sộ như ngày hôm nay thì nhà thờ Phú Cường đã phải trải qua tới 4 tu sửa lớn. Nhà thờ đầu tiên là được xây dựng vào năm 1864, đó là năm Ất Sửu đời vua Tự Đức. Lúc đó cha Sorel Constant Joseph đến Việt Nam và được sai đến Thủ Dầu Một. Nơi đây ngài đã cất lên một ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gạch theo kiểu Gothic, có tháp trên gò nông cao cạnh tòa bố cũ. Ngoài ra thì nhà xứ và nhà trường quốc ngữ được cất trên đồi nông thấp đối diện với mái nhà thờ, gần bên mồ mả của thời Đàng Cựu. Ngày nay là nơi cất nhà chơi của trường thánh Giuse. Nhà thờ thứ hai là vào năm 1897. Thì từ thời điểm đó tại Thủ Dầu Một, công tác phá đồi lấp sạch phóng đường quốc lộ được tiến hành rất là nhộn nhịp. Vì dân phu đào đất phá nông quá nhiều nên chân đồi nhà thờ bắt đầu bị tụt xuống, móng lồi ra và làm nứt tường vách nhà thờ khá là trầm trọng, khiến không thể sử dụng được nhà thờ nữa, phải dỡ bỏ đi và thay thế nhà thờ bị hư cha Poinat, hay còn gọi là cha Cố Oai, lúc bấy giờ là chánh sở họ Thủ, đã cất một ngôi nhà thờ khác khiêm tốn hơn trên đất thánh cũ, tức chỗ làm võ đài của trường thánh Giuse. Đất thánh được rời về địa điểm khác bên cạnh đường đi mà họ đạo Chánh Thiện thuộc phường Hiệp Thành. Đến năm 1995 thì vì nhu cầu phát triển đô thị, đất thánh được nhà nước quy hoạch xây dựng trường chuyên Hùng Vương, và năm 2001 thì xây trường Lê Hồng Phong. Nhà thờ thứ hai này được làm bằng gỗ mít nài, lợp ngói, nền lót gạch tàu với diện tích rất là rộng, chiều rộng là 17 m và chiều dài 28 m. Tuy chính ngài cũng như các cha sở kế tiếp đều coi đây là nhà thờ tạm, chờ lúc thuận tiện sẽ cất nhà thờ khác xứng đáng hơn. Dầu vậy nó cũng thọ thêm trên 40 năm tiếp theo. Nhà thờ thứ ba là nhà thờ Họ Thành vào năm 1941. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1938, họ Thủ tiếp nhận cha sở mới, đó là cha Philip Brisson, hay còn gọi là cha Cố Hoàng. Ngài đến thay thế cha sở Francisco Lê Vĩnh Khương, và cha Lê Vĩnh Khương đổi lên làm cha sở Dầu Tiếng. Cha Cố Hoàng vừa xây xong nhà thờ Mặc Bắc ở Trà Vinh thì được đổi về Thủ. Nhà thờ Thủ cũng đến lúc phải xây lại, vì thế ngài đã khởi công ngay. Ngài dập theo khuôn mẫu nhà thờ Mặc Bắc vừa mới hoàn thành, và theo người ta kể lại thì ngài đã đưa nhóm thợ Mặc Bắc lên, và chính ngài đã trực tiếp đôn đốc xây cất. Ngài cũng dùng tiền của gia đình để lại mà mua sắm vật liệu và trang trải mọi chi phí xây dựng nhà thờ. Nhà thờ thứ ba được thiết kế hoàn toàn bằng gạch, vôi và cát. Vì thế, để có thể đứng vững, tường và cột được xây rất là kiên cố và đồ sộ. Đây là những bức tường dày tới 50cm xây trên nền đá. Hai hàng cột giữa to và cao, trần được ghép thành những vòm, thể hiện rất là uy nghi trang trọng. Cây tháp hiện nay là cây tháp đã đổ mất phần ngọn. Nhà thờ mới được làm phép và khánh thành vào ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 1941. Hôm ấy cũng làm phép hai quả chuông mới. Và khi nhà thờ thứ ba trở thành nhà thờ Chánh Tòa vào cuối năm 1965 thì cha Anton Phùng Thành đã cho sửa sang lại cho hợp với phụng vụ mới và tiện việc cử hành các nghi lễ đại triều. Tư là nhà thờ hiện nay. Sau khi có nhà thờ thứ ba thì giáo xứ đang thiếu phòng ốc để dạy giáo lý cho thiếu nhi vào mỗi chiều ngày chủ nhật, cũng như chưa có phòng sinh hoạt các đoàn thể. Ngôi thánh đường thứ ba cũng quá hẹp và cũng xuống cấp rất là trầm trọng, mái vòm bị mục và rơi rớt từng mảng to, khiến người ngồi trong nhà thờ không an tâm khi dự lễ. Nhưng để xây dựng một nhà thờ mới khả dĩ dung nạp được số đông giáo dân hơn, cần có mặt bằng rộng hơn. Điều này lại vướng đến trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu là trường Thánh Giuse cũ. Nhà nước đang quản lý và làm trường trung học bán công. Nhưng mà đến ngày 22 tháng 9 năm 2005 thì chính quyền tỉnh Bình Dương công bố quyết định trao trả đất và ngôi trường lại cho giáo xứ. Và ngay khi nhận lại ngôi trường thì giáo xứ đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Đó là vào sáng ngày 13 tháng 6 năm 2009 tại nhà thờ giáo xứ Chánh Tòa giáo phận Phú Cường, tọa lạc tại số 394 đường Cách Mạng Tháng 8, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đức cha Phê Trần Đình Tứ, giám mục Phú Cường, đã làm phép viên đá đầu tiên và diện tích nhà thờ mới. Sau đó Ngài chủ tế thánh lễ cầu cho công trình được xây dựng ngôi nhà thờ mẹ của giáo phận đạt kết quả mỹ mãn, góp phần vào công cuộc làm chứng cho đức tin Kitô giáo và ca tụng vinh quang Chúa trên miền đất Đông Bắc Nam Bộ. Đồng tế với Đức Giám mục Phú Cường có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 100 linh mục trong giáo phận và các giáo phận bạn đã tới đây để tham dự thánh lễ. Ngoài ra còn có hàng trăm nam nữ tu sĩ chủng sinh và hơn 2.000 giáo dân đến từng các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường và giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, giáo phận Xuân Lộc, giáo phận Mỹ Tho và giáo phận Long Xuyên và rất là nhiều giáo phận khác nữa. Linh mục Mai Lê Văn Khâm, Tổng đại diện cha sở giáo xứ Chánh Tòa đã phát biểu trước khi thánh lễ kết thúc. Cha nói lời cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ của các vị chủ chăn và mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Cha nêu bật ý nghĩa sự hiện diện những ngôi nhà thờ trên mảnh đất con người sinh sống, và cha nói ở đâu có nhà thờ ở đó có dấu chỉ, ở đâu có nhà thờ ở đó có dấu chỉ của tình Chúa yêu thương. Ngài còn nêu lên ý nghĩa của việc xây dựng nhà thờ là cách bày tỏ đức tin và đời sống cầu nguyện của cộng đoàn Kitô hữu. Ngoài là một nhà thờ Chánh Tòa vô cùng to đẹp khang, nhà thờ Chánh Tòa vô cùng to đẹp khang trang lộng lẫy, thu hút rất là nhiều đông đảo du khách tới đây tham quan, thì nhà thờ còn tích cực trong các công tác bác ái xã hội và ban bác ái xã hội của giáo phận có văn phòng tại nhà thờ Chánh Tòa. Nhiều công tác từ thiện đang được thực hiện rất là đều đặn, đó là xây dựng nhà tình thương, hàng tháng giúp gạo cho 200 người bệnh tật, người già cả neo đơn, và nấu nồi súp tình thương cho bệnh viện, bữa cơm tình thương và khám phát thuốc tại nhà xứ vào mỗi trưa Chủ nhật cho 300 người nghèo tại chỗ và mang tới nhà, giúp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. Sự ủng hộ và đóng góp của giáo dân trong và ngoài giáo xứ rất là tích cực trong các công tác bác ái. Và như các bạn đã nhìn thấy thì xung quanh nhà thờ vô cùng là sạch sẽ, không hề có rác hay là có những mẩu thuốc lá vương vãi, nên các bạn cũng cần lưu ý khi tham quan nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Nhà thờ là nơi sinh hoạt tôn giáo và linh thiêng, do đó khi tham quan các bạn nên ăn mặc lịch sự gọn gàng. Các bạn hạn chế tới các khu vực riêng tư và linh thiêng trong nhà thờ, không nên di chuyển tới khu vực có biển cấm. Trong thời gian nhà thờ làm lễ thì các bạn không nên nói chuyện to gây mất trật tự. Các bạn cũng không nên chụp ảnh ở chế độ bật đèn flash, vì khi bật đèn flash sẽ gây ảnh hưởng tới người khác. Và đặc biệt các bạn nam là không hút thuốc trong khu vực nhà thờ. Vì khi tới đây thì không có giờ lễ nào cả nên nhà thờ đóng cửa. Mình phải đợi một thời gian khá lâu cho tới qua 12 giờ trưa thì mình mới có thể quay lại để quay kiến trúc bên trong của nhà thờ. Nhưng mà vì do nhà thờ đang tiến hành lễ nên mình chỉ đứng ở trước cổng thôi, và mình cũng không đi được vào trong, cũng không quay được chi tiết, nên mong các bạn cũng hết sức là thông cảm cho mình. Và video ngày hôm nay thì cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Mình rất là mong video của mình có thể đem đến cho các bạn những thời gian vui vẻ thư giãn, những thông tin thú vị và bổ ích. Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình, giúp mình đi được nhiều hơn, đi được xa hơn, làm được nhiều video hơn, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.